giờ thì con hãy tự giới thiệu con tên gì, bao nhiêu tuổi và con sẽ trình diễn tiết mục gì trong cái ngày dự thi ngày hôm nay. Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả của đài VYN TV 57.3. Con tên là Minh Viên, năm nay con 10 tuổi, con xin hát bài hát Nhật ký của mẹ. Không biết là ca nhạc sĩ Nhật Hạnh
quay qua luôn. Cái nhạc phẩm này là rất là thích, là ngay khi mà nghe cô hát lên là cô đã xuất hiện rồi. Và trong khi cô thấy con hát cô cũng có bản thể tâm hồn đó, cho nên con cũng có vẻ là hơi xúc động. Và bài hát cô hát rất là hay, đúng nhịp. Cô cho cháu 9 điểm. Wow, 9 điểm. Thưa quý vị, từ ban giám khảo ca nhạc sĩ Nhật Hạnh và Dr. Nancy Mai Thị Hoa 10 điểm quý vị. Một số điểm coi như cũng bằng Max. Và nhạc sĩ Phan Thanh 10 điểm. Chắc Phan Thanh phải hỏi tại sao nhạc sĩ Phan Thanh cho 10 điểm. Bởi vì nhạc sĩ Phan Thanh là cái tên luyện rất là nhiều ca sĩ tại thành phố Houston này rồi. Người ta phải hỏi là lý do tại sao nhạc sĩ Phan Thanh là một trong 3 người khó nhất. Tại sao phải cho 10 điểm mà nhạc sĩ Phan Thanh? Cái này thì rất là dễ hiểu. Bởi vì cháu á, cái tiếng Việt cháu phát âm khá. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, nhịp nhàng cháu rất là đúng, rất là đúng nhịp. Và giọng ca của cháu cũng làm cho người khác xúc động được. Đó là những yếu tố mà thành công trong một bài hát. Do đó thì cháu phải xứng đáng. Thì nếu mà Thanh Thanh đã hỏi nhạc sĩ Thanh Thanh rồi thì phải hỏi luôn bác sĩ Dr. Nancy Mai Thị Hoa là tại sao bác sĩ lại cho 10 điểm. Nhất là cháu Minh Liên chọn bài hát rất là hay, rất là có chiều sâu và có thể tâm hồn của cháu trong một bài hát đó. Và giọng hát của cháu cao và cái cũng có nhạc rất là đúng, cho nên là cháu xứng đáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị thí sinh Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên. Thưa quý vị, đây cũng là một trong những thí sinh mà Ngọc Trâm thấy rất là ấn tượng ở vòng thi sơ khảo, vì em đã dự thi phần thi đàn tranh. Tiết mục của em cũng giống như là một điểm sáng trong chương trình Tài năng thiếu nhi ngày hôm nay, vì em chơi một loại nhạc cụ dân tộc mà có thể nói là không có dễ chơi chút nào. Vậy thì cho chị Ngọc Trâm hỏi em là em chưa học đàn tranh ở đâu? Và em học Việt Nam, vậy là ngay nơi đất mẹ, nơi mà cái nôi của nhạc cụ dân tộc. Hèn gì mà Ngọc Trâm chị cứ bắt hoài là tại sao mẹ em chơi giỏi như vậy. Vậy thì em đã học đàn tranh được bao nhiêu năm rồi? Trong vòng một năm rồi. Hôm nay đến với chương trình phần thi bán kết ngày hôm nay thì em sẽ chơi đàn tranh bài nhạc tên là gì? Bài nhạc Cao Phi. Ngọc Trâm xin mời quý vị cùng thưởng thức phần đàn tranh bài Cao Phi của thí sinh Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên. Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên với đàn tranh, thưa quý vị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị thấy không, đây cũng là một minh chứng, một điểm sáng cho thấy là nhạc cụ dân tộc, âm nhạc truyền thống của Việt Nam không có bị mai một chút nào mà vẫn được gìn giữ, nhất là đối với một cái thế hệ còn trẻ tuổi, nhỏ tuổi như em Duyên đây. Thì chỉ chúc là ngày một em sẽ càng tiến bộ hơn trong loại nhạc cụ đàn tranh, và cũng có thể là trong tương lai em còn có thể trình diễn thêm được nhiều nhạc cụ dân tộc khác nữa nhé. Còn bây giờ thì xin em bình tĩnh và cùng nghe lời nhận xét của ban giám khảo. Qua cái phần đàn tranh của cháu á, thì đây cũng là một cái thể loại độc nhất vô nhị nữa. Từ hồi đầu chương trình tới giờ là không có sử dụng nhạc dân tộc nhiều, nhưng mà ngón đờn của cháu á, chú nghe rất là hay.
Nói chung là cái bài Cao Phi này là cháu đờn rất là đúng, rất là tốt. Nếu mà cháu học thêm 1 năm tiếp, 2 năm tiếp, 3 năm tiếp nữa thì có lẽ là cháu sẽ thành công rất là nhiều trên cây đàn tranh. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phan Thành. Và một con điểm 9 dành cho em. Còn bác sĩ Nha Khoa 10 điểm. Và ca nhạc sĩ Nhật Hạnh 9 điểm. Xin chúc mừng Minh Duyên.